Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình 12 giờ trưa nay thứ tư ngày 14 tháng 9 năm 2022 của truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý khán giả, sáng nay 14 tháng 9, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, kết luận của Trung ương và các văn bản của Thành ủy nhằm nâng cao nhận thức tư tưởng, thống nhất ý chí, hành động trong toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, sớm đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống. Hội nghị bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến từ hội trường Thành ủy kết nối trực tuyến với các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy. Các đại biểu nghe báo cáo viên trình bày những nội dung cốt lõi của nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị khóa 13 về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận số 36 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kế hoạch số 156 của Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường công tác chỉ đạo quản lý chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay. Kế hoạch số 93 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện nghị quyết số 10 NQTW. Chương trình số 36 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện kế hoạch số 156 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đây là những văn bản có ý nghĩa quan trọng định hướng trong từng lĩnh vực phát triển, cần được quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ngay sau khi đi thực tế kiểm tra các công trình thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị, gọi tắt là dự án 3, trong chiều ngày hôm qua, ông Phạm Giang Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ nhằm tháo gỡ những khó khăn để nhanh tiến độ sớm hoàn thành các công trình. Ông Phạm Giang Hiểu cho rằng, do điều kiện khách quan và chủ quan, tiến độ thực hiện dự án sử dụng nguồn vốn ODA còn rất chậm. Tuy nhiên, một số công trình có tiến độ hoàn thành từ 60 đến 70%. Đây là nỗ lực rất lớn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, đối với các công trình đang triển khai phải quyết liệt hơn nữa, nhất là đảm bảo tiến độ hoàn thành cầu Trần Hoàng Na, đường Hoàng Quốc Việt. Các tuyến đường, tuyến hẻm, các công trình chưa triển khai phải đẩy nhanh hoàn thành hồ sơ thủ tục để triển khai xây dựng. Ngoài ra, đẩy nhanh thủ tục giải ngân các công trình đang triển khai, công trình nào hoàn thành phải bàn giao cho địa phương quản lý sử dụng. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổ chức JICA của Nhật Bản đã có cuộc họp để trao đổi việc thực hiện hợp phần các dự án mở tuyến giao thông, trong đó có xây dựng cầu Ô Môn. Cần Thơ đã thực hiện dự án phát triển bền vững thành phố Cần Thơ thích ứng biến đổi khí hậu. Nhà tài trợ dự kiến hỗ trợ triển khai dự án là JICA. Tổng mức vốn đầu tư dự kiến khoảng 9.790 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2022 đến năm 2026. Dự án có 3 hợp phần chính, bao gồm nâng cấp mở rộng tuyến nối Cần Thơ-Hậu Giang thuộc quốc lộ 61C, đường kết nối quận Ô Môn, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ với huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang, đoạn đi qua địa phận thành phố Cần Thơ và cầu Ô Môn bắc qua sông Hậu, kết nối với huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Tại cuộc họp, các bên đã trao đổi về công tác chuẩn bị dự án và triển khai các bước tiếp theo, trong đó tập trung làm rõ một số vấn đề như tính khả thi, tính kết nối vùng, khả năng tiếp cận nguồn vốn của địa phương, biện pháp và cách thức triển khai dự án. Hôm qua, đoàn giám sát Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh có buổi giám sát tại Đảng ủy thị trấn Vĩnh Thạnh về việc thực hiện chỉ thị số 01 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn. 9 tháng qua, Đảng ủy thị trấn Vĩnh Thạnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, sửa chữa nhà không phép, vi phạm lấn chiếm hành lang lộ giới trên địa bàn, đặc biệt là sửa chữa nhà không đúng với hiện trạng ban đầu trên tuyến quốc lộ 80. Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh đề nghị Đảng ủy thị trấn Vĩnh Thạnh cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn theo tinh thần chỉ thị 01 của Thành ủy và các quyết định kế hoạch của thành phố và huyện về công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng, tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ban chỉ đạo 138 huyện Thới Lai cũng vừa sơ kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội 9 tháng của năm nay và một số nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 7 vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm trước, giảm 23 vụ. Điều tra làm rõ tất cả 7 vụ, bắt 9 đối tượng, tỷ lệ khám phá án đạt 100%. Về tội phạm ma túy, lực lượng công an huyện đã lập kế hoạch bắt quả tang 9 vụ, tệ nạn xã hội triệt phá 41 vụ. Những tháng còn lại của năm nay, Ban chỉ đạo 138 huyện Thới Lai đề ra nhiệm vụ trọng tâm, đó là tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, góp phần giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chủ động nắm tình hình, quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của số đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm tội tại địa bàn cơ sở. Nhằm đảm bảo an toàn đi lại cho người dân trong các đợt triều cường dâng cao, vừa qua lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều tổ chức đoàn kiểm tra các điểm trọng yếu trên địa bàn, đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn cho người dân, nhất là khi mưa lớn cộng với triều cường dâng cao. Đoàn đến kiểm tra một số điểm tại đoạn kè cặp rạch Cái Sơn, phường An Bình, hồ Bún Sáng, phường An Khánh, hồ Sáng Thổi, phường An Cư. Nhìn chung đến nay, tại các điểm có triều cường dâng cao đã được cơ quan chức năng của quận căng dây, đặt biển cảnh báo đảm bảo đi lại cho người dân. Ông Quỳnh Trung Chứ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều chỉ đạo phòng ban chức năng các phường có điểm triều cường dâng cao phải khẩn trương căng dây an toàn, lắp biển cảnh báo, nhất là tại các điểm giao thông cặp sông, đoạn đường tiếp giáp để người dân được biết, tránh sự cố xảy ra. Thường xuyên kiểm tra khắc phục các điểm sạt lở có nguy cơ sạt lở. Bên cạnh đó thường xuyên ra quân dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải đảm bảo mỹ quan đô thị. Lãnh đạo huyện Phong Điền cũng vừa kiểm tra một số cống đập trên địa bàn huyện nhằm chủ động ứng phó với tình hình triều cường dâng cao. Đoàn đã đến kiểm tra thực tế việc vận hành hệ thống cống đóng mở tự động tại xã Tân Thới và Trường Long. Những ngày qua, do tình hình mưa bão kéo dài cùng với triều cường dâng cao đã làm mực nước các con sông trên địa bàn huyện dâng lên ở mức 1m75, gây ngập một số tuyến lộ giao thông nông thôn, vườn cây ăn trái, nhà cửa của người dân, làm ảnh hưởng đến đời sống cũng như việc đi lại của bà con nhân dân. Qua kiểm tra, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền đề nghị chủ động theo dõi sát sao tình hình mưa bão triều cường, cần cắm biển cảnh báo tại các vùng xung yếu, các tuyến đường cầu cống bị ngập. Bên cạnh đó, rà soát gia cố đê bao hệ thống cống đập trên địa bàn, cho đóng tất cả các cống trên các tuyến đê bao cũng như cống thủy lợi nội đồng để bảo vệ tài sản, nhất là vườn cây ăn trái cho người dân. Thưa quý khán giả, nhằm tạo điều kiện cho nhiều hội viên phụ nữ được vay các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã nhận ủy thác nguồn vốn vay qua Ngân hàng Chính sách Xã hội của quận để giúp chị em khởi nghiệp. Chị Nguyễn Thị Diệu Hiền cư ngụ khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, có 2 con. Trước kia chị ở nhà chăm con và nội trợ, chồng làm công ty, cuộc sống gia đình thiếu trước hụt sau. Thấy hoàn cảnh quá khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ giới thiệu cho chị học nghề làm tóc và hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp là 70 triệu đồng để chị Diệu Hiền mở tiệm uống tóc, giúp chị có việc làm ổn định. Tôi cảm thấy vui mừng khi được bên hội phụ nữ quan tâm hỗ trợ nghề nghiệp. Từ khi mở tiệm, công việc của tôi phát triển cũng tốt, trang trải trong gia đình cũng khá ổn định. Sau nhiều năm thuê mướn mặt bằng để mở tiệm may nhưng không thuận lợi, năm 2017, chị Châu Thị Ngọc Bích quyết định về nhà tại khu vực Bình Trung, phường Long Hòa để khởi nghiệp. Bước đầu, chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cho vay 20 triệu đồng mở tiệm may. Nhờ khéo tay, vừa may và thêu, nên tiếng lành đồn xa, khách đến tiệm chị Ngọc Bích ngày càng đông. Năm 2022, thì được sự hỗ trợ tiếp tục của Hội Phụ nữ phường Long Hòa, thì đáo hạn vay được 50 triệu. Thì lúc trước là máy may này là máy may gia đình, thì vay được số tiền đó thì tôi mới đổi lại là máy may công nghiệp và máy giác sổ công nghiệp luôn, đầu tư thêm mua giải, bây giờ thì thu nhập cũng ổn định. Song song với hỗ trợ vay vốn cho phụ nữ khởi nghiệp, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Hòa còn hỗ trợ cho phụ nữ vay vốn cải tạo vườn tạp, sang trồng những loại cây trái cho hiệu quả kinh tế cao. Cụ thể như gia đình bà Trần Ngọc Quý được hỗ trợ vốn, bà đầu tư trồng 6 con hạnh và 6 con mít, hiện hạnh đang cho thu hoạch. Bên hội phụ nữ thì cho tôi vay vốn được 50 triệu, rồi tôi đầu tư vô vườn. Mỗi như thu hoạch hạnh gì nè, mỗi một lứa như vậy thì cũng được 5-7 triệu.
mà chừng khoảng 20 ngày như vậy đó là có một lứa. Rồi cũng nhờ vậy mà kinh tế gia đình tôi cũng ổn. Hiện tại thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường là quản lý là 11 tổ vay vốn với 517 thành viên, 7 chương trình vay với là 616 món vay, là giúp cho các chị em hội viên là khởi nghiệp, mở các mô hình làm ăn giống như là mở tiệm làm tóc nè, rồi mở tiệm may, rồi trồng trọt, chăn nuôi, cải tạo vườn. Thì qua đó các chị em, cái cuộc sống của chị em là ngày càng được làm ăn khấm khá hơn, thoát nghèo bền vững. Hiện tại, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Hòa đang quản lý 23 tỷ đồng nguồn vốn hỗ trợ từ Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Bình Thủy cho các khoản vay, giúp giải quyết việc làm cho 323 cán bộ hội viên phụ nữ. Nhờ đó mà giúp hội viên thoát nghèo, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Tiếp tục chương trình với nhiều nội dung quan trọng khác. Thưa quý khán giả, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhiều nông dân của quận Ô Môn đã mạnh dạn chuyển đổi xây dựng nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp có hiệu quả. Trong số đó có mô hình nuôi ốc bươu đen của anh Nguyễn Văn Nguyên, khu vực Thới Ngương A, phường Phước Thới. Với diện tích 4.000 m2, anh Nguyên thả nuôi ốc bươu đen, trong đó xây dựng bể diện tích 12 m2 để nuôi ốc giống. Anh Nguyên cho biết, nuôi ốc bươu đen nhẹ công chăm sóc, nguồn thức ăn dễ kiếm như mướp, bầu, bí, mít, dưa hấu. Thời gian từ khi ốc trưởng thành và đẻ trứng khoảng 4 tháng rưỡi. Hiện tại giá trứng ốc trên thị trường là 450.000 đồng một ký. Thời điểm hút hàng, giá trứng ốc có thể lên đến 650.000 đồng một ký. Mỗi tháng, gia đình anh cung cấp khoảng 80 ký trứng ốc, thu về gần 32 triệu đồng. Trừ chi phí, anh còn lãi trên 20 triệu đồng. Thưa quý khán giả, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông trong học sinh bậc học trung học phổ thông, chiều ngày hôm qua, Ban An toàn giao thông thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ có buổi tuyên truyền luật giao thông cho trên 500 học sinh của trường trung học phổ thông An Khánh, quận Ninh Kiều. Tại đây, các em học sinh được cung cấp kiến thức cơ bản về luật giao thông đường bộ, nghị định 100 của chính phủ về xử lý hành chính các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông đường bộ. Trong đó đi sâu vào các nội dung như độ tuổi được sử dụng xe gắn máy, tốc độ lưu thông trong nội ô, ngoại thành, các loại biển báo thường gặp trên đường. Ngoài ra các em còn được đại diện công ty Honda Hồng Đức hướng dẫn lái xe an toàn, cách đội nón bảo hiểm cài quai đúng quy định. Theo kế hoạch phối hợp tuyên truyền lần này, thành phố sẽ có 9 trường trung học phổ thông được Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ chọn để tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ. Hội khuyến học quận Thốt Nốt vừa phối hợp với Hội khuyến học phường Thới Thuận tổ chức lễ trao học bổng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Có 30 suất học bổng, trong đó 20 suất mỗi suất 500.000 đồng, 10 suất mỗi suất 1 triệu đồng cùng 20 chiếc xe đạp, hơn 10.000 quyển tập và 100 ba lô được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn phường. Tổng kinh phí cho hoạt động này là gần 150 triệu đồng. Chương trình 12 giờ trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.